Xin chào các anh em, mình là Leo và hôm nay chúng ta cùng nhau đi lấy cái rương hiếm và cái con tàu Serai Meru nằm ở phía tây bắc của đảo Serai. Ở trên cái con tàu này thì chúng ta sẽ được một cái rương hiếm, ba cái lôi thần đồng, một vài cái rương và thêm một cái thành tựu nữa. Đầu tiên, ngay cái vị trí cột buồm của con tàu, bên dưới thì chúng ta sẽ thấy có một cái rương đang bị phong ấn kèm với lại bốn cái cơ quan. Nhiệm vụ của chúng ta đó chính là chúng ta phải xoay làm sao bốn cái cơ quan này để nó trở thành một cái hình chữ nhật. Những cái cơ quan tròn này nó có hai cái mũi tên chỉ ra theo một cái góc hình vuông và chúng ta xoay bốn cái góc vuông này lại với nhau để mà nó trở thành một cái hình chữ nhật giống như là hình mình vẽ tại đây. Và bên trong chúng ta sẽ còn có thêm hai cái cơ quan nữa, nó cũng dạng giống như thế này và chúng ta cũng giải tương tự như vậy, là chỉ cần xoay mà thôi. Sau khi mà chúng ta hoàn thành thì mạng bên hông của tàu đã bị vỡ ra và tạo cho chúng ta một cái lối để mà chúng ta có thể vào được. Ok, chúng ta sẽ dựa vào cái lối bị bể đó và chúng ta tiến vào bên trong con tàu. Ở trong đây thì nó có rất nhiều những cái điểm sáng lấp lánh, đó chính là những cái vật mà chúng ta có khả năng lút được. Vì vậy cho nên là các anh em sẽ tranh thủ chúng ta đi ngang qua là chúng ta lút luôn. Và ngay bên cạnh là một cái lôi thần đồng, hốt nó. Ở trong các di tích, nếu như mà có những cái con sea lion thì những con này chính là những cái hướng dẫn viên miễn phí cho chúng ta. Vì vậy cho nên là các anh em sẽ đuổi theo cái con sea lion này. Và rõ ràng là vừa đi thì chúng ta sẽ lục những cái món lấp lánh ở hai bên đường để mà chúng ta kiếm thêm thánh di vật cũng như là một số nguyên liệu. Khi mà con sea lion nó bay ngang qua cái rương thì cái rương thường nó cũng đã giải phong ấn và chúng ta mở ra thì chúng ta sẽ nhận được một cái chìa khóa reset. Tiếp tục mở cửa đi theo con sea lion và vừa đi vẫn không quên nhặt những cái món hai bên đường và nó đang dẫn chúng ta đi dạo một vòng tham quan cái con tàu này. Có một cánh cửa mà chúng ta cần phải tiêu hao cái chìa khóa chúng ta vừa mới nhặt được để mà chúng ta mới có thể mở ra. Và con sea lion cũng lại dẫn chúng ta tới một cái cơ quan xoay bốn góc hình vuông giống như là cái cơ quan ở trên tàu mà chúng ta vừa mới giải xong. Và các anh em cũng vẫn dùng cái phương pháp cũ, chúng ta xoay để tạo ra một cái hình chữ nhật là chúng ta sẽ giải quyết xong cái cơ quan này. Và sau khi mà giải xong thì chúng ta nhặt một cái rương cao cấp và chúng ta tiếp tục theo chân cái con sea lion. Nó bắt đầu nó quay trở lại ngược lại xuống. Và sau khi mà chúng ta theo chân nó thì nó đã bay xuống tầng bên dưới. Ok, chúng ta không có chìa khóa cũng không có cách nào mà để đi theo con sea lion được. Như vậy rõ ràng còn có một cái cơ quan nào tại đây chúng ta cần phải giải đố. Và đây nó có một cái cơ quan ở dưới sàn, nó yêu cầu chúng ta dẫm lên theo thứ tự và theo cặp. Khi mà hai cặp nó trùng với lại nhau thì nó sẽ sáng lên và nó sẽ không tắt nữa. Nếu mà chúng ta dẫm sai thứ tự thì nó sẽ hiển thị màu đỏ và nếu như mà chúng ta dẫm không theo cặp thì nó sẽ tắt. Và nó chỉ có 6 miếng thôi nên là cái việc giải nó không có gì khó khăn cả. Cũng không nhất thiết là các anh em cần phải hiểu quy luật, các anh em cứ dẫm đại thôi. Nếu như mà dẫm sai thì các anh em nhớ cái vị trí đó đừng dẫm nữa, là chỉ còn chúng ta dẫm vài lần là nó sẽ hoàn thành xong cái giải đố này. Và sau khi mà hoàn thành xong thì cái chỗ mà cái con sea lion nó đi xuống tầng dưới á, bây giờ nó đã sụp xuống và nó để lộ cho chúng ta ra một cái con đường để mà chúng ta có thể xuống. Sau khi mà hốt cái rương và chúng ta nhặt những cái đồ xung quanh đó thì chúng ta sẽ tiếp tục cái hành trình đi theo cái con sea lion. Ở dưới này nó cũng có một cái cơ quan, nó yêu cầu chúng ta phải dẫm lên cũng đúng như là cái nguyên tắc cũ, phải theo thứ tự và phải theo cặp. Nhưng mà không giống như là ở trên nó chỉ có 6 ô thì ở dưới này nó nhiều hơn, tổng cộng là 8 ô. Và sau khi mà chúng ta theo cái con sea lion thì nó sẽ vào trong cái cánh cửa khóa. Hiện tại chúng ta chưa có khóa, vì vậy cho nên là chúng ta sẽ ra ngoài kiếm cái khóa đó. Và đồng thời thì chúng ta cũng giải luôn cái cơ quan ở dưới nền đất. Không quá khó, các anh em cứ đi theo những cái bước mà nó sáng vàng lên, rồi chúng ta kiếm những cái cặp trùng nhau để mà nó khóa từng cái cặp đó lại với nhau. Nếu mà chúng ta dẫm sai thì nó sẽ đỏ lên và chúng ta đi kiếm những cái khác không dẫm cái đó. Và những cái cặp nào mà chúng ta đã chọn rồi thì nó không có tắt, vì vậy cho nên cũng khá là dễ dàng để mà giải cái cơ quan này. Còn chìa khóa thì nó nằm ở ngay một cái rương nhỏ trong một cái chỗ thủng dưới đáy của tàu và ngay cái chỗ của hai con slam nham đó. Ok, sau khi mà lấy được cái chìa khóa để mà mở cánh cửa thì chúng ta sẽ đi xung quanh cái phòng này. Chúng ta nhặt hết tất cả những cái thanh di vật cũng như là những cái món đồ mà chúng ta có thể nhặt được. Và cái vị trí ô cuối cùng thì mình không nhìn thấy các anh em, vì vậy cho nên là mình đi vòng vòng mình xem coi những cái vị trí ô cuối cùng nó nằm ở đâu. Ở
Ok, và khi mà đi tới gần cái rương thì mình phát hiện ra cái ô cuối cùng nó nằm ngay sát cái rương các anh em. Sau khi mà dẫm lên, màn tàu bên trái nó cũng đã bể ra, cho phép chúng ta ra cái hang bên trái của con tàu. Trong cái hang này nó cũng có rất nhiều quái cũng như là những cái rương và có cả nhập cỏ là cư nữa. Nhưng mà không phải cái lối này là lối duy nhất vào trong hang, thì chúng ta vẫn có thể vào hang bằng cái lối từ trên trời chúng ta bay xuống. Bây giờ chúng ta quay trở lại, chúng ta hút cái rương và sau đó chúng ta dùng cái chìa khóa mà chúng ta vừa mới nhặt được để mà chúng ta theo chân con tinh linh Sheila đi vào cái phòng cuối cùng. Và khi mà chúng ta đặt chân tới cái phòng cuối cùng này thì ở đây nó có một cái rương hiếm đang bị phong ấn cùng với là cái cơ quan hình chữ nhật mà chúng ta đã giải hai cái giống như thế này ở trên rồi. Và sau khi mà giải xong thì các anh em sẽ nhận được một cái thành tựu, chiếc rương của David John. Và quay lại tiếp tục theo chân của con tinh linh Shilai thì nó sẽ dẫn chúng ta lên trên một cái cầu thang, nhận được cái lô thần đồng thứ ba và mở cái cửa tầng hầm từ dưới lên. Và lên tới nơi thì con Shilai nó đã quay trở lại cái bệ của nó, và phần thưởng cuối cùng trong cái chuyến hành trình này đó chính là một cái rương thương. Như vậy là chúng ta đã giải xong cái con thuyền Seramaru. Tạm biệt các anh em và hẹn gặp lại tất cả các anh em trong những video sau.